này chị Léo. Rồi, nhân dịp hôm nay ngày mùng 9 mùng 6 tháng 9 sinh nhật của chị. Em chúc mừng sinh nhật chị nha. Mặc dù hai chị em mình cách nhau nửa vòng trái đất nên là không có điều kiện để gặp trực tiếp nhau. Nên là em muốn quay đoạn clip này để gửi tặng chị, gửi lời chúc và gửi cho chị lời thông điệp yêu thương. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và công ăn việc làm phấn tới. Rồi, bye bye. Hôm nay là ngày 6 tháng 9. Em không biết hôm nay là cái ngày gì mà Quốc Anh các bác đang phải quay cái clip này. Hôm nay là sinh, nghe đồn đâu là sinh nhật của chị, của thằng Dũng mặt chó mà em không biết là chị nào. Lần lại lên Facebook mới biết là chị Liễu. Em rất là thành thật xin lỗi chị, lẽ ra em phải chúc mừng chị từ hồi trưa. Đâu quên, từ hồi tối ngày hôm qua. Thì mà em quên lắm, sorry nha. Tự nhiên nha. Chúc chị luôn sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe và công việc luôn luôn thành công. Lúc nào cũng nhớ về tụi em, rồi lâu lâu gửi tiền về là được rồi. Chúng em không cần gì nhiều đâu chị, cỡ khoảng 1.000 một tháng thôi, không cần nhiều đâu nhé. Bởi vậy cho nên là chị cứ thoải mái sống và thoải mái gửi tiền về cho tụi em. Vâng, bây giờ đến phần của cái mặt cửa. Nay sinh nhật chị Liễu, chúc chị Liễu sinh nhật vui vẻ, luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn khỏe mạnh. Chị Liễu, em có một thông tin đặc biệt của chị Liễu là chị với em có em bé rồi, hết. Vâng, chúng em xin kính chào chị và chúc chị sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Vui vẻ, hạnh phúc. Hello, xin chào chị Liễu. Em biết hôm nay là sinh nhật của chị Liễu nhưng mà em không có thể nhà mà chúc mừng chị Liễu chung với mọi người được. Thấy khổ không? Bây giờ mà còn phải đi làm thế này, biết chưa? Hả? À, quan trọng hôm nay là sinh nhật của chị Liễu. Riêng là cũng chúc chị Liễu càng ngày càng xinh đẹp, khỏe mạnh. Mà em nhớ chị Liễu, mọi người chị Liễu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật chị Liễu. Thở đến, 2, 3. 4 con. Hôm nay là sinh nhật của chị Liễu thì em xin chúc cho chị Liễu sinh nhật vui vẻ và tràn đầy sức khỏe. Hello chị, nhớ em chị. Trời ơi, em muốn tặng cái quà quà cho chị nhưng mà không đưa được. Nhưng mà em cũng tặng vào bài mốt nhớ về Việt Nam tặng quà lại cho em nha. Hello chị Liễu, em chúc chị Liễu sinh nhật lần thứ 23 vui vẻ, chị khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui và đam mê bên Mỹ. Mong rằng chị luôn nhớ đến tụi em và hàng năm chị nhớ ghé về thăm tụi em nhé chị. Happy birthday. Happy birthday to you. Hôm nay sinh nhật chị Liễu, em chúc chị có sinh nhật vui vẻ, xinh đẹp và luôn thành công trong cuộc sống. Còn em thì chúc chị Liễu luôn luôn có sức khỏe. Bởi vì có sức khỏe thì mình mới làm được tất cả mọi việc và luôn có hồng ân của Thiên Chúa. Sau cùng em xin gửi lời hỏi thăm đến hai bác và các anh chị trong nhà. Chúc gia đình chị luôn mạnh khỏe và được nhiều ơn của Thiên Chúa. Câu này học theo này. Thì đây, hôm nay em làm cái đấy đây. Để tặng chị đây, thôi ha. Bye.